Chào các bạn. Trưa nay mình nấu bún bò ăn trưa đây các bạn nè. Mà mình nấu theo kiểu của gia mình. Nhưng qua clip này là mình chia sẻ với các bạn. Nhà mình thì không ăn được mắm và không ăn ruốc. Nhưng mà mình nấu bún kêu bằng bún bò là phải có ruốc. Thì mình chia sẻ với các bạn là mình ăn ruốc kiểu này nè. Là các bạn thấy cái gói gumbo bay không? Đây. Gói gumbo bay này là của Luciana, nó để cho mình nấu súp mì, nấu súp với các bạn. Thì họ xay cá với tôm. Trong nữa là cái bột màu giống vậy nè. Thì mỗi lần mình nấu bún á thì tùy theo mình muốn nhiều mùi ruốc hoặc ít mùi ruốc. Theo mình nấu bún cho hôm nay á thì mình nghĩ là mình bỏ một muỗng canh mà gạc. Là đây là mình đó hồi mình quay về nước lạnh các bạn ạ, rồi mình mới đổ vô cho con quay nước, đổ vô trong nước sôi, trong nước lạnh mà bắt lên trong sôi là mắc cục lại á, là mình nấu nước sôi rồi con cái này là mình quay rồi mình chế vô sau thôi. Đó các bạn nhìn kỹ đây, đây là gọi gumbo bay nhưng mà là gọi ruột của nhà mình. Mình không ăn nước mắm, không ăn ruột, nhưng mà mình có ăn cái gọi bột này để thế ruột đó. Thôi chứ mình giới thiệu về các bạn này, đây là nồi nước của mình nè. Nồi nước này thì mình đã bỏ là xả với hành, là mình nấu cho sôi lên đó các bạn. Đây thì mình vớt xả với hành ra rồi. Rồi chứ là mình bật lửa cho nó sôi lên đó, là mình bắt đầu là mình thả thịt heo vô. Thịt heo thì mình đã ướp muối tiêu và đây là gừng của mình đó các bạn. Muối tiêu, gừng. Mình không bỏ hành nữa là vì hành mình đã luộc rồi, bỏ trong nước rồi. Còn đây là gừng bò và bắp bò. Thì gừng bò và bắp bò là mình mua về mình luộc một lần. Bắp bò mình luộc một lần về gừng bò rồi mình cất đi, khi nào ăn là mình đem ra mình sắc rồi mình ăn, còn gừng mình đem ra là mình thả vô nấu thôi. Và đây là huyết, hành lá, đó là trái ớt màu, bún này, xả với hành đây. Và đây mình cũng giới thiệu với các bạn là mình ăn bún mà cái kiểu của nhà mình là có cây da lá vườn vô nữa, là các bạn thấy hè bông. Vậy là không có hè bông thì mình ăn hè lá, nhưng mà da mình thì có hè bông quanh năm. Mình bỏ vừa hè bông vừa giá nữa, là mình chuẩn bị là mình bỏ bún vô, là khi mà nồi nước súp xong là mình múc vô thôi. Đây mình bỏ bún vô đây, vô trong tô là mình khi xong xuôi là mình múc vô thôi. Thôi chứ là mình bật lửa lên để bỏ thịt vô thôi. Đó, mình nấu bún kiểu da mình nấu như vậy đó. Thì thôi mình bật lửa lên nấu rồi nha. Đây, nồi bún mình đã chín rồi đây các bạn. Chứ đi là mình bỏ bún lên trên hè về giá. Là mình múc ra tô thôi. Mình nấu đơn giản khỏe lắm các bạn, rất là nhanh luôn á. Tất cả là mình bỏ thịt bò, thịt heo, gừng đồ vô rồi. Và tại khi mình thả giò sống sôi lên là mình hằng nổi lên là chín là xong thôi các bạn. Mình nấu máu lắm, da mình nấu ăn dễ lắm. Đây xong rồi, mình đã múc ra, các bạn thấy tô bún của mình ngon không? Rồi chứ đi là đây hành ngò, hành với rau răm này. Rau răm mình đợt ní nó lạ, nó hơi bị vàng các bạn. Hè lạ, hè bông này, về dạ này, chanh. Mình biết ăn ớt mà mình nhà mình không cho nêm nước mắm đâu, mình nấu vừa là ăn vậy thôi. Thì ai muốn ăn rau răm hành ngò nhiều thì bỏ nhiều, mà ăn ít thì bỏ ít. Cho con tô bún của mình là như vậy rồi đó, chanh đó. Các bạn biết không, mình theo như mình nấu thì các bạn thì mình biết sao, mình thì mình nấu thịt đùi thôi. Rồi tất cả các thứ gừng về bắp bò là mình luộc, mình cất sẵn tủ. Rồi là khi mình bay ra nấu rồi
Tất cả là mình nấu một nồi nước rồi mình bỏ vô là đến khi thả giò sống sôi lên mình nêm nếm vừa là chín ăn. Mình nấu rất là đơn giản các bạn ạ. Đó, dễ lắm luôn á. Gia mình ăn đơn giản lắm á. Thành chi mình cũng nấu theo kiểu của nhà mình. Tô bún của mình là có cái gia lá vương nghe các bạn. Rau răm về ngò gai là ngoài vườn này. Hè bông cũng ngoài vườn mình này. Rất là ngon các bạn ơi nè. Đây. Thôi thì mình mời các bạn cùng ăn trưa với mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là an lành. Mình dừng clip tại đây. Bye.